Bộ Y tế thu hồi văn bản công bố 12 thuốc cổ truyền phòng hỗ trợ điều trị COVID-19. Bộ Y tế vừa có văn bản thu hồi công văn số 5944, trong đó có danh mục về 12 loại thuốc, sản phẩm dược liệu phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 và 9 sản phẩm sát khuẩn không khí, sát khuẩn tay và xịt họng. Sáng ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược liệu thuốc cổ truyền về việc thu hồi công văn số 5944 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Theo đó, thì ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5944 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên là do có một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế đã thu hồi công văn này. Trước đó, tại công văn số 5944 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, Bộ Y tế có kèm theo hướng dẫn và danh mục về 12 loại thuốc và sản phẩm dược liệu phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 và 9 sản phẩm sát khuẩn thông khí, sát khuẩn tay và xịt họng. Trong đó, 12 sản phẩm từ dược liệu phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 bao gồm Ngọc Bình Phong Gia Xuyên Tâm Liên, Viên Nang Covi, Bạch Địa Căn, Siro Viêm Họng, Siro Dưỡng Âm Bổ Phế, Siro Ngân Kiều, Hạnh Tô, Vệ Khí Khang, Hoạt Huyết Nhất Nhất, Viên Nang Input, Xuyên Tâm Liên, Viên Nang Nagagat. Tuy nhiên, thì sau khi danh mục về 12 loại thuốc sản phẩm dược liệu phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 được ban hành, thì dư luận đã bức xúc và cho rằng trong danh mục này có nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm hỗ trợ điều trị không đúng tính năng và công dụng điều trị của bệnh COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế cho biết, 12 sản phẩm nêu trên không phải là danh mục thuốc, sản phẩm chỉ định cho dự phòng điều trị, mà đó là danh mục các sản phẩm do các đơn vị tài trợ, ủng hộ cho phòng dịch COVID-19. Các đơn vị sản xuất các sản phẩm trên đây đã và đang đồng hành, ủng hộ ngành y tế và một số tỉnh, thành phố, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa cho các thầy thuốc tuyến đầu chống dịch và các F1 đang cách ly, căn cứ danh mục, tùy theo thực tiễn các bệnh viện, cơ sở y tế khi được tài trợ để phát cho bệnh nhân, các sản phẩm cũng cần được đánh giá về hiệu quả khi sử dụng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.